Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái xinh đẹp kém 4 tuổi. Thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh chuẩn bị hôn lễ với bạn gái Khánh Vy trong thời gian tới khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò. Hôm qua, ngày 1 tháng 4, ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nắm chặt tay bạn gái kèm dòng thông báo Wedding, Loading. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới anh. Sáng ngày 2 tháng 4, nhà sĩ nói, hiện tại hai bên gia đình chúng tôi bàn bạc tìm ra một ngày đẹp vào tháng 5 để tổ chức tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cả hai sẽ làm lễ kết hôn ở quê nhà. Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn bạn gái năm 2018, họ lên kế hoạch kết hôn năm 2020, nhưng hoãn lại vì dịch. Nhà sĩ yêu bạn gái ở sự thông minh, hài hước, khéo léo khi giao tiếp. Anh từng cho biết, tôi là một người lãng mạn, hay nói đúng hơn là dễ rung động. Trước đây, tôi yêu đơn phương nhiều người và cũng rất chung tình. Những mối tình đi qua đều để lại nhiều cảm xúc và được tôi kể qua âm nhạc. Với Khánh Vy, cô ấy là người tôi yêu cuối cùng. Khi quen cô ấy, tôi không còn thấy rung động với cô gái nào nữa. Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 ở Diễn Châu, Nghệ An, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Lúc nhỏ, anh học nhạc lý ở nhà thờ. Lớp 9, anh tập tành sáng tác. Nơi ấy con tìm về, sáng tác đầu tay ra đời khi anh 18 tuổi. Nhạc sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc Vợ Người Ta, Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Từ đó, gần đây, nhạc sĩ thành công khi viết nhạc phim Chị Trợ Lý Của Anh, Người Bất Tử. Bạn gái của Phan Mạnh Quỳnh là Huỳnh Khánh Vy, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa. Cô từng theo học chuyên ngành sư phạm mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2 Nha Trang. Nhưng sau đó, từ bỏ để hoạt động, nghệ thuật và kinh doanh, sở hữu nhan sắc cuốn hút. Khánh Vy từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang, phim sitcom và MV. Phan Mạnh Quỳnh cũng từng hộ tống cô đến tham dự cuộc thi Đầu Phây Mùa 2. Vào năm 2018, nam ca sĩ đã khẳng định tình yêu dành cho bạn gái bằng màn cầu hôn giản dị trên biển. Anh cũng cho biết mình không e ngại trong việc công khai người yêu như nhiều sao nam khác, bởi những gì anh dành cho cô là chân thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.